Một lần nữa quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Lưu Đông Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19. Breaking News, thưa quý vị, đã có những cái bản tin cách đây chỉ mới một phút mà thôi là lực lượng đặc nhiệm của Pháp đã tấn công vào khu vực. Đây là một căn nhà in mà họ tin là hai hung thủ trong vụ khủng bố Charlie Hebdo cách đây 2 ngày đã ẩn náu và bắt giữ một con tin ở tại đây. Và sau một thời gian thương lượng này có thể kéo dài cả hơn 10 giờ đồng hồ rồi. Và cảnh sát không có cách nào khác hơn là đã thất bại trong việc thương lượng để yêu cầu hai tên này phải trả tự do cho một thợ in làm việc trong căn nhà này. Và có thể đã dẫn đến kết quả cuối cùng là tấn công. Người ta đang nhìn thấy tại một khu vực ở vùng ngoại ô thủ đô Paris đã thấy khói bốc lên và ánh sáng tỏa ra, lửa bốc lên từ một căn nhà thực hiện vụ tấn công. Và có thể thưa quý vị, hai tên này đã thiệt mạng. Chúng tôi sẽ gửi thêm quý vị các bản tin chi tiết từ bây giờ cho đến 9 giờ mà quý vị tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên trở lại, đó chỉ là một vụ ở vùng phía đông bắc của thủ đô Paris mà thôi. Ở vùng phía đông thì cảnh sát lại đang đương đầu với một vụ bắt giữ con tin khác mà ngày hôm nay cảnh sát đã đưa ra chân dung của một phụ nữ và một tên đàn ông gốc Phi Châu, có thể là từ Yemen. Đây, người phụ nữ tên là Hayet Boumediene và Akmeli Koulibaly. Akmeli Koulibaly, hai người này cảnh sát tin là có liên hệ đến những nhóm hoạt động ngầm tổ chức Hồi giáo quá khích. Lý do là sau khi điều tra thì họ mới biết Sharif Khoumani là kẻ cùng với hai anh em thực hiện vụ tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo, đã từng huấn luyện ở Yemen, một quốc gia Phi Châu. Và Yemen cũng là căn cứ địa của tổ chức Al-Qaeda trước đây. Một thời Osama Bin Laden đã có mặt ở đây để thực hiện các vụ và kế hoạch khủng bố nước Mỹ, thưa quý vị. Những tên này đã từng được huấn luyện vũ trang ở tại Yemen cách đây vài năm và âm thầm trở về và chiêu dụ những người khác, đồng thời buôn lậu vũ khí vào thủ đô Pháp. Và cuối cùng thực hiện thành công vụ tấn công vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo. Và đây là một trong những tên được cảnh sát đưa ra hình ảnh và kêu gọi người dân hãy vô cùng cẩn trọng, thưa quý vị. Họ nói rằng cho đến giờ phút này chưa biết được hai tên này đã nổ súng bắn chết một người cảnh sát ngày hôm qua. Tuy nhiên ở tại một cái nơi khác thì cảnh sát cho biết một ngôi chợ kosher, thưa quý vị, kosher là gì? Kosher là một món ăn và một cái loại thực phẩm của người Do Thái mà chỉ có bàn tay của người Do Thái đụng vào mà thôi. Khi một món ăn mà đưa ra cho quý vị mà do một bàn tay không phải của một người Do Thái theo Hồi giáo, theo Do Thái giáo chính thức thì món ăn đó không còn được gọi là kosher nữa. Vâng, người Do Thái họ kỹ và họ cũng có thể nói kỳ thị đến mức độ như vậy. Khi họ ra ngoài ăn, nếu mà món ăn đó không phải do bàn tay của người Do Thái thì họ không gọi đó là món ăn kosher, thưa quý vị. Hai kẻ, người ta tin rằng có ít nhất là một tay súng mặc áo giáp và cầm một cây súng tiểu liên đã tấn công vào sáng sớm vào ngôi chợ kosher của người Do Thái giáo. Và ở tại đây, hắn có thể đã gây thương tích. Con số người bị thương, có ai thiệt mạng hay không và có bao nhiêu người bị bắt làm con tin trong ngôi chợ kosher này, hiện nay cảnh sát hoàn toàn giữ kín. Ngay cả phóng viên cũng không được phép để đến gần ngôi chợ này bởi vì bị phong tỏa ở khắp mọi nơi. Đây chỉ là những hình ảnh do cảnh sát cung cấp cho báo chí truyền thông mà thôi. Quý vị nhìn thấy, bên cạnh đó, ở trên là trực thăng, rồi lực lượng đặc nhiệm bao vây. Đây là một cái khu mà họ nói rằng, tin rằng đây là cái khu rừng rộng như là diện tích của thủ đô Paris vậy. Ở trên trực thăng của lực lượng đặc nhiệm họ thả xuống chó đánh hơi và các toán đặc nhiệm đã bao tủa
cả một cái khu vực rất là lớn để truy lùng hai tên nghi can đã nổ súng trong tòa soạn Charlie Hebdo. Và tin tức mới nhất cho biết là cảnh sát đã nổ súng. Người ta nhìn thấy khói bốc lên từ một tòa nhà. Người ta tin đây là căn nhà dùng làm nơi in ấn. Một thợ in đã bị bắt làm con tin. Và như quý vị nhìn thấy đó, ở trên một cái khu vực đồi cao thì giới truyền thông, báo chí họ không được phép tiến gần, mà họ lựa ở những nơi nào cao nhất để có thể quay phim cận ảnh hoặc là chụp hình được nhìn thấy trong một cái bầu trời rất là âm ô ở phía bên ngoài thủ đô Paris, nằm về hướng đông bắc của Paris. Và giờ đây thì phía cảnh sát của Pháp họ tuyên bố trước đó là các trường học chung quanh của Montrose, rồi một cái thành phố phía đông bắc của thủ đô Paris đã được lệnh di tản. Phụ huynh vào sáng ngày hôm nay đã phải đến trường đón các em về. Và hiện nay, thưa quý vị, một số các trường học bởi vì chưa có lệnh được di tản và bị phong tỏa, vì thế có khoảng, theo chúng tôi ghi nhận được, cả vài trăm em học sinh và thầy cô giáo trong một ngôi trường đã bị kẹt trong trường. Trong lúc cảnh sát đang thực hiện việc thương lượng với hai tên khủng bố. Và theo bản tin ghi nhận đó, thì ở tại nơi đây, cảnh sát tin là trong vài ngày qua, sau khi hai tên khủng bố đã ăn cướp một cây xăng, sau đó vơ vét nhiều thực phẩm và nước uống và chạy đi mất. Và trong thời gian đó, cảnh sát bao vây một cái khu vực ven rừng. Và cuối cùng họ tin là đã xảy ra một cái vụ bắt con tin nữa. Ngay cho đến giờ phút này chúng tôi sẽ trở lại để mà gửi đến quý vị bản chi tiết, xem coi là con tin có bị thiệt mạng hay không. Và người ta nghe tiếng nổ, rồi súng nổ vang lên, rồi lửa cháy vang lên, có phải là một cái vụ kết thúc thương lượng để rồi tấn công vào đó hay không? Trong khi đó, Bộ Nội vụ của Pháp hôm nay tuyên bố họ tiếp tục cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức, thưa quý vị, Hồi giáo quá khích, hoạt động ngấm ngầm. Và an ninh hiện nay đang gia tăng chặt chẽ ở khắp mọi nơi ở thủ đô Paris. Và trong riêng với thủ đô Paris, rồi phía bên ngoài của thủ đô Paris nữa, chẳng hạn như thị trấn Damata-en-Goen, có 1.000 trẻ em đang bị kẹt ở trong khu vực này, là nơi mà cảnh sát phải phong tỏa khu vực, và cũng là nơi mà cảnh sát tin là hai tên khủng bố đã tìm cách trú ẩn bên trong này. Bộ trưởng Nội vụ của Pháp là ông Bernard Cazeneuve đã xác định ngày hôm nay một cuộc hành trình, thưa quý vị, đang diễn ra để tiến hành tìm cách ngăn chặn và bắt giữ những kẻ đã gây ra những cái vụ khủng bố vừa qua. Và ông đã xác định lực lượng đặc nhiệm của Pháp đã tiến vào thị trấn Damata-en-Goen. Và như quý vị nhìn thấy, các giới chức của Bộ Nội vụ và thậm chí Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm qua cũng đã phải mời ông cựu Tổng thống của Pháp là Sarkozy đến để mà cố vấn tham khảo. Bởi vì trước đó ông Sarkozy cũng đã là người từng đương đầu với những vụ khủng bố không chỉ riêng ở Pháp mà trên toàn các khu vực ở vùng Syria, Iraq, v.v., Afghanistan. Với kinh nghiệm, vì thế Tổng thống Hollande đã phải mời ông tới để mà tham khảo xem nên có những kế hoạch cụ thể nào. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại gửi đến quý vị các breaking news hiện nay. Cuộc tấn công vào một căn nhà in ở ngoại ô thành phố Damata-en-Goen của Pháp đang diễn tiến như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi. Những gì quý vị đang theo dõi live cũng là những gì chúng tôi theo dõi live trên các hệ thống truyền thông của quốc tế. Kính mời quý vị cùng theo dõi.